cỡ lại cho con nha. Các con ăn cháo lươn này ạ, cho nên tròn như con lươn đấy. Phóng viên báo Dân Trí. Dân Trí báo gì? Báo Dân Trí. Ấm đấy, cô ấm lắm rồi, cô ấm cô này. À, thứ năm đài truyền hình HTV1 ngoài Hà Nội người ta vào người ta quay phóng sự ha. Thứ năm. Ai muốn quay gì quay thôi. À, hôm nay các con ăn cháo lươn cả nhà bữa 9 giờ. Bữa nay giờ là 9 giờ hả? À bữa 10 rưỡi. À, hôm nay ăn 4 bữa, cháo lươn, cháo cá hồi, cháo thịt bò và cháo thịt heo. Cháo lươn ơi, mấy bạn ơi. Đó này. À, tất cả kinh phí bây giờ là Mạnh Thường Quân tài trợ cho mái ấm hoa hồng của mẹ đơn thân Giác Thị Sông Hương. À, số kinh phí tất cả các bạn ở trên Facebook và trên YouTuber và cộng đồng nước ngoài, trong nước và ngoài nước đã tài trợ kinh phí cho các con trong máy ấm hoa hồng thì mẹ cháu sử dụng đúng vào mục đích. Các con ăn tất cả các loại cháo đầy đủ chất. Mọi người yên tâm và hãy tin tưởng vào tôi để tôi làm tốt công việc. Cộng đồng giao cho các con ăn rất là ngon miệng. Đây là thực tế ha cả nhà, mẹ cháu vừa nấu xong mẹ cháu quay đây là rất thực tế ha. Xin mọi người hãy đồng hành ủng hộ giúp đỡ mái ấm để cho các con được ăn no mặc ấm, các con được đến trường như bao gia đình khác. Mọi người yên tâm, các con ở đây không gian rất là rộng sạch sẽ ha, 4 tầng lầu và nhà mặt tiền đường là mẹ cháu đang được một chủ nhà cho thuê giá hạt rẻ ha cả nhà, cho nên cái tiền nhà cũng không phải lo lắng lắm. Ở đây có các cô đến làm thiện nguyện rất là nhiệt tình chu đáo cho các con ăn rồi phụ mẹ cháu tắm rửa thay đồ lau nhà vệ sinh. Ăn cháo lươn giống con lươn, ăn cháo lươn cái đầu múc như con lươn thế này, ao ăn cháo bò lại cái đầu giống con bò. Theo à, bé mới đâu ấy nhỉ, thằng mới đâu ấy nhỉ, thằng mới nhiều người hỏi lắm. À, các con ăn cháo xong thì có các cô sẽ thay quần áo và lau chùi mặt sạch sẽ. Ơi cô đi qua con múc cháo, múc cháo đấy cô. Thằng mới đâu vậy? Tí 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 quay em mới nhé. Tao ơi, chưa lắm này, giỏi lắm mẹ. Con ăn giỏi lắm mẹ Hương ơi. Ăn giỏi. Hoa Hồng ăn giỏi nữa nè, Hoa Hồng. A mẹ Hương là mẹ Hương ơi, Hoa Hồng giỏi lắm nè. Ôi đấy. Hoa Hồng nó ngoan. Hoa Hồng là ăn phải nằm ngửa. Nó phè ra. Bữa vẫn nãy giờ là đút được một ấp rồi ra, giờ tự nhiên đút được khác rồi. Nó ăn ít lắm, nó không ăn nhiều như giống mấy bạn khác. Đây 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 đây. Còn bạn này bao nhiêu ăn? Ừ, bạn này dễ thương. Hoa Hồng mới ăn được có mấy miếng à? Sương ơi.